đã quay trở lại với kênh của mình. Tối nay thì mình sẽ đi một cái sự kiện ở quận 2 gần đây. Cho nên là mình có thể là ngày hôm nay mình sẽ qua quận 2 chơi trước để tối nay đi một cái sự kiện rất là say luôn á. Nhưng mà hiện tại thì mình đang ở Phúc Long Premium. Tại vì mình chưa đi cái chỗ này á, mà nghe nói chỗ này nổi rần rần luôn. Thế là thôi bây giờ đi vô mình nhá, đi vô ăn uống đi. Ui nhìn nè, mọi người nhìn nè. Ở đây á, nhìn nó rộng rãi, thoáng đãng hơn hẳn so với mấy cái Phúc Long cũ luôn á. Rất là nhiều không gian luôn, bãi để xe cũng to nữa. Rất nhanh luôn á. Mình nhớ là cái đợt mà khai trương á, nghe bảo là bên đây đông lắm. Nhưng mà hôm nay thì nó cũng không có quá là đông. Cho nên là nước ra rất nhanh luôn, mình kêu một cái trà đào sữa. Thực ra là tại vì mình đã hoàn thành cái mục tiêu giảm cân của mình á. Mình đã đạt được cái mục tiêu đó rồi, cho nên là bây giờ mình cũng bắt đầu xả ra một xíu. Không phải là ăn uống vô tội vạ đâu, nhưng mà lâu lâu ăn những cái thứ mình thích, uống những thứ mình thích á, rất là vui á mọi người ơi. Tối nay tôi đã chuẩn bị một cái chiếc đầm rất là 2 giây, rất là lâu lâu lắm rồi mình không có bao giờ mà dám mang đầm 2 giây để mà đi sự kiện hay là đi làm đi đâu hết trơn á, tại vì ngại mất tay rồi ngại mọc hết. Hôm nay mình đã mạnh dạn lấy cái đầm mà mình được tặng ra để mà đi sự kiện ngày hôm nay, cho nên đang rất là hào hứng. Mấy hôm trước dính mưa, dạo gần đây Sài Gòn á, trời nó cứ thay đổi thời tiết, nắng nắng mưa mưa á, rất là dễ bị cảm, bị bệnh luôn á. Bạn bè mình bị bệnh rất là nhiều. Sau kia còn thấy cũng rộng nữa, trời ơi một cái vị trí rất vừa đắc địa mà vừa rộng giàu sang á. Trời ơi, rất là rộng luôn á, mà không gian ngoài ở đây rất là thích, siêu thích luôn. Có cây cối vừa đủ, xong rồi bàn gỗ, ghế sách này kia, thích quá. Ui, bên trên tầng 2 nha, cũng là để ngồi uống cà phê á, nhưng mà nhìn sang lắm, còn có đèn vàng, đèn đồ nữa, xịn ghê á. Ở đây đặc biệt còn có mấy cái bàn dài dài mà để thích hợp để kiểu tụ họp bạn bè chung. Được nha. Đây là một cái phần bạc thái của mình vừa ra. Một cái phần bạc thái của mình 149 cành đó mọi người ơi. Trời ơi luôn. Nhìn nói chung là cũng đẹp, đúng là cũng đẹp, cũng nhìn nó premium. Mấy món khác cũng mắc, cũng giá nó cũng kiểu vậy đó, chắc cũng không có rẻ hơn được nhiều đâu. Chắc có bánh ngọt, bánh mì thì chắc là cũng rẻ hơn xíu, chứ mấy món ăn mặn đó là nó vậy đó. Nói chung là mình cũng không có hảo bạc thái lắm đâu. Nhưng không biết bằng một thế lực tâm linh nào đó mình lại kêu cái món này. Nhìn nó chất lượng không kém cạnh gì mấy cái nhà hàng chuyên nghiệp. Vừa bước vô quán là một anh người Nhật rất đẹp trai và mặc yukata và mấy cái đồ truyền thống của Nhật Bản á. Mình không biết nó đúng là yukata không nữa. Nhưng nói chung là đồ Nhật Bản á, wow, rất đẹp trai luôn, tỏa sáng một khuôn hình như tài tử vậy mọi người ơi. Quên mất cái vị bạc thái nãy giờ ăn như thế nào luôn á. Cũng được, không đến nổi. Ngon, nóng hổi. Nó mạnh mạnh, ngọt ngọt, cay cay. Nó không phải là ngon chấn động, ngon đặc sắc gì đâu. Chỉ là ăn ok thôi. Đồ ăn ở đây á, phục vụ cũng nhanh lắm. Tôm tươi nha, tôm sú nha. Nó có cái mùi tanh tanh đặc trưng của tôm sú á. Để đĩa cái anh Nhật Bản nó ra tiếp coi. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi tới một cái tiệm bánh mà mình rất là thích luôn. Với lại anh Huy sếp mình á, mỗi lần mà tới Sài Gòn á thì cũng đều sẽ kêu là mình mua bánh ở đây. Một cái tiệm bánh rất là nổi tiếng là không đường, không sữa, không trứng, không bơ. Nhưng mà bây giờ không biết là còn bánh không. Đây, bây giờ đi vô nhé. Ở đây thì mỗi ngày menu sẽ có một số sự thay đổi. Bình thường tụi mình hay ăn scone, anh Huy cũng hay ăn scone. Với lại mình thì sẽ thường xuyên là mua sourdough để mà về bỏ tủ lạnh nướng anh nhìn dần ấy. Hồi trước thì tiệm ở chỗ khác nhưng bây giờ đổi địa chỉ rồi, đi vô nhé. Đây là scone. Trời ơi, mình thích cái này kinh khủng luôn. Anh Huy cũng hay kêu mình đặt cái này nè. Ở đây thì người ta sẽ scone sô-cô-la, matcha, cheese, với lại cranberry walnut. Đấy, một ổ như thế này là 60.000. Đấy, còn bên đây là kiểu mấy cái bánh mì baguette á. Mọi người có thể chọn cái kiểu như là mình là thêm nhân vào, hoặc là jambon. Đấy, bên đây là có những cái ổ bánh mì và kiểu ủ chậm á. Trời ơi, mình rất là thích ở đây luôn. Và lần nào qua đây thì mình cũng sẽ mua sourdough. Đây, mua sourdough về để bỏ trong tủ lạnh, mọi người có thể bỏ tủ đông và ăn được rất là lâu luôn á. Nó rất là tốt, nhiều chất xơ, thích hợp cho mấy người mà eat clean hay là ăn uống healthy ấy. Nên thử nha. Trời ơi, mình mê
mệt cái mùi bánh mì mới nướng á mọi người, nó thơm ngào ngạt luôn á. Mỗi lần đi qua mấy cái tiệm bánh á là cứ muốn đứng lại hít hà cái mùi thôi. Ui mọi người nhìn nè, đây ở đây gói rất là dễ thương. Nhìn đậu đỏ, hình như là đậu đỏ với lại cheese hay sao á. Người ta cũng sẽ cắt cho mình từng cái miếng vừa ăn như thế này. Thử cái Sài Gòn baguette nhé. Cái này là đậu đỏ. Đậu đỏ được nghiền nhuyễn, ở giữa của nó là một cái miếng phô mai béo béo nhẹ thôi chứ không có quá là ngấy đâu. Ngon, ngon lắm. Đúng kiểu mình thích luôn á. Baguette này nó sẽ dai chứ không có giòn như là bánh mì mà Việt Nam mình hay ăn. Bánh mà gọi là ăn sáng cũng được, ăn xế, ăn dưa dưa cũng hay. Macaroni á chủ yếu là bán cho người nước ngoài. Pate là chủ yếu, khách Việt ở đây khá là ít nên mức giá của nó cũng không hề rẻ nha. Nãy mọi người thấy ở người ta công khai bảng giá hết rồi là cũng không hề rẻ đâu, cho nên nếu các bạn muốn thử thì có thể tới đây thử. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái địa điểm tiếp theo. Mình đã rất là muốn thử từ lâu nhưng mà chưa có cơ hội, hôm nay tranh thủ là qua quận 2 chơi. Bây giờ mình còn thời gian từ giờ cho đến tối đi ném rượu. Nhìn cái biển hiệu kìa mọi người, nhìn nó không giống một cái địa điểm vui chơi, giống như là một cái tụ điểm gì đó bí mật đó mọi người. Hay là mình liên tưởng đến cái hồi xưa mà đi chơi net ở mấy cái quán net nó hay kín kín đáo, sợ bố mẹ găng này á. Đây mình đang ở Big Daddy, một cái chỗ vui chơi giải trí lành mạnh ở quận 2 nha, đi vô. Hơi khó nha, khó hơn mình nghĩ á mọi người. Yeah, I can do it. Wow. Cho vào hồng tâm luôn á, ném vào hồng tâm luôn á, mình sẽ thử. Mình nghĩ là 2-3 lần là mình sẽ ok. Nhưng mà chắc có thể chắc là order nước. Ôi sợ, sợ quá. Ê, nhìn vậy nó rất là khó nha, khó thật sự á. Trò này là một cái trò rất là thích hợp với mọi người mà xả stress này kia á. Giờ mình hơi vui trong người á. Nhưng mà thật sự rất là muốn thử một lần ném vô hồng tâm nhá. Ở đây thì mọi người tới á, bất kể bao nhiêu bạn thì sẽ là một cái like riêng như thế này. Thì như là một like như thế này 1 tiếng 300 ngàn á. Thử không Phi? Dừng đi, thử đi. Ghê chưa? Rất là khó nha. Khó đúng không? Khó thì nó phải dính vô tường lắm á. Em sợ. No, nhớ cầm chặt chặt tay nha. Ok vậy. No, do it this way. Yeah. Ông cảm giác lần này không thuận hơn đấy. Rất là ok, thích hợp cho mấy bạn xả stress luôn ấy. Cảm giác nghe thì rất là dễ nhưng mà thử vô thì rất là khó. Trời ơi, không dễ để mà cái đồ cắm cái tập vô cây đâu. Hay lắm. Trời ơi, khó không? Khó mà, Nhọc lần nãy quay phim của mình đã cắm cái phập vô trong hồng tâm luôn á, 3 điểm luôn. Thử thêm cái nữa coi. Trời ơi, khó lắm. Nãy cầm một tay đã khó, lại hai tay khó hơn. Không biết đằng sau bức tường là cái gì ta. Chơi vui quá cho nên là mình cũng quên đề cập mức giá cho mọi người. Thì tụi mình đi 3 người thuê một cái like để chơi như thế này là 300 ngàn một tiếng. Nhóm bạn có 30 người thì cũng là 300 ngàn một tiếng nha, nếu như thuê chỉ một cái like như thế này thôi. Chú chủ quán chỉ nói được tiếng Anh và cũng rất là dễ thương. Mình nghĩ đây sẽ là một địa điểm lý tưởng cho các bạn xả stress cuối tuần với một bộ môn mới lạ này đó. Nhưng mà sau bộ môn có vẻ bạo lực này thì mình thay đổi hình ảnh một xíu về lại nữ tính hơn để đi sự kiện nè. Hôm nay thì mình ghé qua Sala vì được mời tham dự một sự kiện khai trương của tập đoàn C Group, C Lounge. Sự kiện bắt đầu lúc 8 giờ nhưng mà mình đã có mặt từ sớm để tranh thủ ăn tối ở nhà hàng phía dưới. Ăn xong thì cùng vào check in với anh giám đốc. Đi cùng mình thì còn có Minh Anh, bé account của công ty. Lâu lâu mới đi sự kiện cho nên khá là hồi hộp. Lại còn lần đầu được mặc váy dây công chúa nên chứ lo lắng hơn. Nhưng mà trộm vía thì lên hình cũng ổn áp ha mọi người. Cái lounge này thì view cực đỉnh luôn á. Tầm nhìn bao quát khu sala buổi chiều đón hoàng hôn nhức nách. Còn buổi tối thì đèn lên lung linh. Đảm bảo là mọi người khi mà ngồi ở đây á sẽ thu cả quận 2 vào mắt. Phóng tầm nhìn qua quận 1 hoa lệ thì còn gì bằng luôn. Không gian sang trọng nên mình hơi choáng ngợp một tẹo. Rèm đỏ nhung, sofa nhung, nội thất màu vàng lấp lánh. Còn trang trí thêm hoa hồng đỏ nữa chứ. Mỗi bàn thì đều có nến và hoa. Có riêng một phòng để hút xì gà và các loại rượu mạnh nữa. Mình được ngồi xếp chung với các khách mời của sự kiện là bé Trang My và top 10 Miss Grand Việt Nam Bùi Lý Thiên Hương. Ở ngoài á, Trang My rất là dễ thương và lễ phép. Hồi đó thì mình hay nghe với xem mấy cái clip mà bạn đó hát rồi mắc sắp mấy bài TikTok rồi đó. Nhưng mà để tóc xanh, bây giờ thì bị lại tóc tối màu á, nhìn hơi lạ nhưng mà vẫn dễ thương nha. Còn Bùi Lý Thiên Hương thì đúng kiểu là đẹp kiêu sa, đẹp lộng lẫy, đẹp bá đạo luôn á. Cảm giác rất là có thần thái của ngự tỷ trong truyền thuyết nha. Còn cao nữa chứ. Cái lounge của mình thì ở tầng 5, nó không có quá là cao
sao đâu. Và lúc này á, thì khách khứa thì cũng đã tới đông đủ, không khí nhộn nhịp hơn rồi. Ánh đèn vàng êm dịu làm cho không gian ấm cúng và sang trọng hơn. Sau màn cắt băng khai trương thì mọi người bắt đầu nâng ly và trò chuyện. Trang My hát hai bài để khuấy động không khí và mình đã rất enjoy buổi tối ngày hôm ấy. Tiếc là hơi đông người cho nên mình không có quay lại được nhiều. Tối đó thì còn có anh Học và mấy người bạn của mình tham gia nữa. Tụi mình cùng uống rượu vang và tận hưởng âm nhạc, ngắm cảnh thành phố rất chill. Bên phòng mình ngồi thì chủ yếu là mọi người ngồi sofa tận hưởng âm nhạc thôi. Còn một gian khác của lounge thì sẽ có DJ đánh nhạc mỗi tối cho nên là rất là sôi động. Thực sự là một chuyến đi mở mang tầm mắt và cảm nhận được sự hoa lệ của Sài Gòn. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bye bye.